Bốn lớp rồi mẹ ơi. Ui, quán này cũng nhiều rồi. Nhưng mà dạ dạ. Mấy cái quán phải ở mặt đường như này. Mấy quán mà kiểu ở mặt đường nhiều người đi qua lại bên sân này bao nhiêu tiền không? Bố ước gì con có xe đấy. Bố ước gì con có xe đấy. Ước gì bố mua xe đấy đi to lại còn tiện. Cái quán đi mua quà sinh nhật thôi, đi mua quà sinh nhật ở đường Nam Bắc này. Là mai đi. Không biết anh Lộc không? Không biết anh Lộc không? Đi bộ và mua đây để mua hai thằng ở sân chơi mua chơi tí. Mẹ xuống đi bộ à? Đi mua đi. Mẹ nhìn bố đây. Mẹ nhìn đầu bố à? Ô mẹ ơi, mẹ mua gì ấy? Thôi, mua cho bạn hộp bầu, mua ở chỗ tàu toàn. À đúng rồi, mua quà cho bạn Vũ. Mua cho bạn hộp bầu.